Chào các bạn, đây là một cái máy pha cà phê gia đình giá rẻ nhá, của Beer. Đây là một cái thương hiệu đến từ Trung Quốc. Thì mình mua cái này cũng lâu rồi, hơn một năm rồi. Mình mua với giá là có 400 nghìn thôi. Cũng chưa biết là nó pha cà phê ngon hay không, nhưng mà đầu tiên ý, thì nó sẽ dành cho những người mà không có nhiều thời gian mà muốn có một cốc cà phê ngay lập tức, không phải làm gì cả, đổ nước vào, ấn nút đun sôi, sau đó nhấc cà phê ra và uống luôn. Mà nó có thể pha được khá là nhiều cốc, khoảng 6 cốc cà phê. Đơn giản như vậy thì cà phê pha ra chất lượng như nào, có ngon hay không và có đáng mua hay không nhé. Mà nếu mà không ngon thì liệu có cách nào mà có thể làm cho nó ngon hay không? Mình sẽ chia sẻ tất tần tật những cái mà mình biết để cho các bạn là pha một cốc cà phê ngon từ cái máy này. Các bạn nhớ xem hết video nhé. Máy này thì nó sử dụng nguồn điện trực tiếp 220V nhé. Và đây các bạn thấy này, nó thiết kế khá đơn giản. Nó có một cái nắp này, hai cái phễu. Đây các bạn thấy này, một cái lưới này để mình cho cà phê vào đây này, và một cái phễu nữa để mình chứa nước. Sau đó nó có một cái van tự động này, à, nó có một cái lò xo. Cái van này các bạn ấn xuống nó sẽ chảy nước ra nhé. Tức là mình sẽ cho cà phê vào đây, mình đổ nước vào đây này, gạt nút này nó làm nóng nước đấy, nó hiện lên cái đèn đỏ này là nó bắt đầu đun nước. Ở đây nó có một cái cần gạt này, đây là khóa vào này, gạt sang bên này là nó sẽ phun hơi nước và nó sẽ đổ sang cái khay bên này. Rất là đơn giản, các bạn chỉ cần cho nước vào đây, hâm cà phê lượng hợp lý, sau đó là bật nút và nó sẽ tự bơm nước sang đây. Theo nhà sản xuất họ hướng dẫn ấy, chỉ cần cho cà phê vào đây. Các bạn muốn đặc thì các bạn cho nhiều cà phê, không muốn đặc thì cho ít cà phê. Mực nước thì nó sẽ có ba cái vạch này, ba cái vạch này đây, 2 cốc, 4 cốc và 6 cốc. Mình cứ cho nước vào đây, cho cà phê lượng tùy ý. Các bạn lười thì các bạn để luôn cái bình này này, nước nó sôi nó chảy ra đây thì nó sẽ chảy trực tiếp luôn xuống cái bình chứa cà phê này. Nếu các bạn muốn ngâm ủ một lúc khoảng vài phút để cho nó đậm hơn ấy, thì các bạn bỏ cái này ra, bỏ cái bình này ra. Thì sau khi mà các bạn ngâm xong thì các bạn cho vào cái là nước nó sẽ tự chảy. Đó. Cái thiết kế rất đơn giản. Cho vào là tự chảy. Cách pha cực kỳ đơn giản, không có gì phức tạp cả. Thì đấy là cái cách pha mà thông thường mà khi mua máy về họ hướng dẫn mình làm như vậy. Nhưng mà mình thấy là nếu mà làm như vậy thì nó sẽ không ngon đâu nhá. Nước ấy nó sẽ đun sôi trực tiếp và nó đổ vào đây. Vậy là nước ở đây quá nóng, khoảng 100 độ. Nó sẽ làm cho cà phê nó đắng hơn, chát hơn. Mà cái vị chát đấy là một cái vị mà mình thấy là không nên khi mà pha ra một cốc cà phê. Cái kiểu pha này nó có cái nhược điểm là mình hoàn toàn không căn được nhiệt độ. Mình sẽ có giải pháp. Các bạn nhớ xem hết video nhá. Mình mua lâu rồi nhưng mà mình cũng ít dùng lắm. Mình cũng để cái máy này lâu lắm rồi. Vệ sinh mãi mà nó vẫn có cái màu này. Thì kể cả các bạn dùng liên tục ấy thì cũng nên làm cho mình thêm một cái thao tác này nhá. Trước khi mà các bạn pha cà phê ấy, các bạn pha một cốc mới thì các bạn nên vệ sinh. Uống xong các bạn vệ sinh trước nhá. Nhưng mà trước khi pha ấy thì các bạn lại vệ sinh một lần nữa bằng cách là các bạn cho nước vào đây. Cho nước vào đây này. Đấy, đây là ngăn chứa nước. Các bạn cứ cho vào. Sau đó gạt cái cần này ra. Gạt cái cần này ra để cho nước nó từ đây này, cái này nó như kiểu cái vòi ấy, nó sẽ phun nước hết sang bên này để nó vệ sinh hoàn toàn cái máy đã. Rồi, gạt công tắc sang bên này, đơn giản thôi đấy. Đèn đỏ này, đèn đỏ là báo là mình đang bật công tắc nhé. Nó đun sôi rất nhanh và nó đã chảy nước sang bên kia rồi đấy. Sau khi mà đã vệ sinh xong rồi thì mình tắt máy đi thôi, tắt máy đi rồi ăn mở cái nắp này nhá, không là nước nó sẽ phun vào tay mình đấy, rất nguy hiểm. Rồi, mình tắt máy đi. Chờ một lúc nha, chờ một lúc cho nó hơi nguội đã thì mình ăn mở cái nắp này ra nhá. Đây cái nước mà mình vệ sinh máy mà, mình đổ hết đi. Các bạn lưu ý nhá, cho cái khay này vào cái máy này này thì nó có hai cái gờ móc này này. Các bạn xoay nó về phía này nhá, xoay hướng đúng về phía này nhá. Thì các bạn mới thả được vào nhá. Thì nó mới vào đúng cái vị trí nhá, còn nếu mà các bạn để vị trí khác là nó sẽ kênh lên này này. Đó, thì hai cái gờ to nhất này các bạn cho vào đây. Ở cái giỏ lưới này thì nó có một cái quai sách để cho mình cầm nó đỡ bỏng tay. Thì các bạn cứ thả vào thôi. Đó, thả vào nó tự vào chiều mà, đơn giản lắm. Mình pha theo nhà cung cấp hướng dẫn nhé, nhưng mình cũng sẽ cân một lượng cà phê theo ý mình. 40g cà phê. Và các bạn lắc nhẹ bình này này. Đổ cà phê đến đúng cái vạch này này là được 40g nhé. Đấy, lần sau các bạn cứ cho vào này thôi. Mình có thể dùng hạt cà phê mình xay ra thì nó thơm ngon hơn.
Nhưng mà với cái máy này thì họ thiết kế làm sao mà tối giản nhất ấy. Thì thường là những người mà kiểu không có thời gian mà muốn pha nhanh ấy, thường là sẽ dùng luôn cà phê bột này, Arabica 20%, Robusta 80% là cái loại phổ thông này. Cho vào đây đã. Rồi, xong mình sẽ đổ nước vào đây. Ở đây nó có ngăn chia vạch. Nhà sản xuất họ bảo là các bạn muốn uống nhạt hơn thì các bạn cho thêm nước thôi. Muốn pha bao nhiêu cốc thì cho từng đấy nước. Chứ họ cũng không nói tỷ lệ thì thiết gì cả. Nên là mình căn thử thôi. Để lát nữa mình pha theo cái kinh nghiệm của mình ấy, theo cái cách của mình ấy, xem nó có ngon hơn hay không. Để mình so sánh. Rồi bây giờ mình sẽ bật máy lên. Sau khi mình ngâm ủ khoảng 3 phút thì mình chắt cà phê ra đây thôi. Nhét cái bình này vào là nó chảy thôi. Các bạn đợi nó chảy hết nước nha. Các bạn hãy cho này ra và chắt ra. Nó chảy nó hơi rớt một tí ở đây đầu này này. Do chắc là do giá rẻ nó làm các thứ, các cái khớp nối nó không được chuẩn. Nó hơi rớt ra tí cũng không sao. Các bạn lau đi là được. Mình sẽ rót cái cà phê này ra đây nhá, để tí mình thưởng thức. Nở ra một ít à. Mình sẽ để ra ngoài và bây giờ mình sẽ pha theo cái cách của mình nhá. Lần pha thứ hai mình tiếp tục sử dụng giống lần 1 nhé. Sử dụng 40g cà phê. 40g cà phê và mình cũng sử dụng tỷ lệ 1 phần 10 là 400ml nước, tương đương với 4 cốc. Nhưng lần này mình sẽ pha kiểu khác nhé. Ở lần pha thứ hai này, mình sẽ không cho cái bột cà phê vào đây luôn nhé. Mình cho nước vào đây mùng đâm sôi để mà nước nó sôi nó chảy ra đây, nó sẽ giữ nước ở đây. Và mình sẽ hạ cái nhiệt độ xuống, tức là khi mà mình chờ nhiệt độ xuống còn 92 độ thì mình mới cho cái này vào. Thực ra mình có thể đun cái nước 92 độ ở ngoài, mình đun một bình khác, sau đó mình ngâm ủ, sau đó mình mới bắt đầu mình bật máy lên, mình cho số nước còn lại. Nhưng mà làm thế nó quá là cồng kềnh, trong khi là mình muốn tận dụng tối đa một cái máy này. Cái máy này nó tiện hơn bất cứ một cái cách pha cà phê khác, là bởi vì nó tự đun nước, mình chỉ cần gạt thôi. Với 40g cà phê này nhá, thì mình sẽ ủ gấp đôi lên, là mình sẽ ủ 80ml nước. Đấy, mình sẽ đun nước vào đây đó, đun sôi vào đây đó. Để cho nó chảy, mình coi như là mình đun một đống nước ấy. Nhưng mà mình dùng cái máy này mình đun nước. Đó, mình không cần phải bắt thêm bếp nữa. Bật bếp lên. Và chờ nước sôi ra đây. À, nước đã đun sôi này. Mình bỏ nước ra. Và chờ cho nó xuống còn 92 độ. Chờ khoảng 1 phút ấy, thì nước nó sẽ còn 92 độ nhá. Thì các bạn cứ cái kinh nghiệm thôi, không cần phải nhiệt kế cái kìa. Thì các bạn cho cà phê vào đây, sau đó các bạn ủ nhá, các bạn ủ. Nếu mà có bình cổ ngỗng thì tốt, thì các bạn cho vào bình cổ ngỗng, các bạn rót chậm. Không thì các bạn dùng cái này các bạn rót được, mà rót từ từ thôi. Mình có sẵn bình cổ ngỗng đây thì mình dùng bình cổ ngỗng luôn. Các bạn ủ là để cho cái cà phê này nó nở ra, nó chiết xuất mới đều, nếu không nó sẽ xảy ra cái hiện tượng over, chỗ thì ướt, chỗ thì nó lại vón cục nhưng nó khô, thì chiết xuất ra nó không đều. Đó. Rồi các bạn ủ. Cái này các bạn cứ ủ cho mình khoảng 3 phút nhé. Quá trình ủ 3 phút kết thúc thì các bạn đổ hết số nước còn lại vào đây nhé, là tổng 400ml đấy. Rồi sau đó bật bếp lên thôi. Bật bếp lên các bạn cũng không đóng cái nắp này vội nhé. Các bạn cứ mở ra để nó đun xong mình lại ủ tiếp khoảng 4 phút nữa. Thời gian ủ lâu ấy nó giảm được cái độ chát, độ đắng và đồng thời nó sản sinh ra được cái độ ngọt của cà phê. Rồi, vậy là sau khi mình ngâm ủ thêm khoảng 4 phút nữa nhé. Nếu mà tính thời gian ủ lúc đầu để cho cà phê nở ra này, sau đó là các bạn ngâm ủ thêm 3 phút này, cộng với việc các bạn đổ nước vào đây lại đun sôi tiếp, và các bạn ngâm ủ thêm 4 phút nữa thì nó diễn ra trong khoảng gần 10 phút nhé. Thì mình sẽ có được một cái cốc cà phê theo kiểu này. Rồi, thì mình sẽ rót thử ra xem nó như nào. Đây. Này các bạn thấy này, cái nhược điểm của nó này, nó hay bị rớt cái cà phê ra đây nhé, cũng tương đối khó chịu đấy.
Đây là hai cốc cà phê của mình đây. Đây là cái cốc mà mình pha lần sau này, đây là cái cốc pha lần đầu này. Cái hương thì nó cũng không khác biệt là mấy, thậm chí là cái hương của cái này này, cái mùi hương ấy của cái cốc pha lần sau ấy, nó còn không thơm bằng cái lần đầu đâu. Bởi vì mình pha ngâm ủ thời gian lâu kiểu kia ấy, mình phải hy sinh cái hương. Thì bây giờ mình test cái vị nhá. Thử thêm lần nữa. Ok, thì mình thấy này, cái cốc pha lần sau ấy, uống nó hậu vị nó tốt hơn. Với lại nó có cái phần độ đắng và độ chát của cà phê ấy, nó giảm đi rất nhiều nhá. Và nó có cái độ ngọt, độ ngọt tự nhiên mà cà phê nó chiết xuất ra. Đó, mình thấy uống cốc này nó cân bằng. Cái cốc này mình thấy là đậm vị hơn, rất là dễ uống. Cái hậu vị nó để lại khá là lâu ấy. Vậy thì đây cũng chỉ là cái kinh nghiệm của mình thôi, cái chia sẻ cái kinh nghiệm của mình thôi. Bởi vì theo nguyên tắc, mình ngâm ủ càng lâu và mình giảm đi cái nhiệt độ thì nó sẽ giảm đi được cái độ chát và độ đắng của cà phê, đồng thời nó sinh ra cái vị ngọt tự nhiên rất là ngon. Thì cái cách pha này nó thực ra nó chỉ mất thêm một cái thao tác là các bạn ngâm ủ thôi, nó cũng không mất thêm nhiều thời gian như cái cách pha ban đầu, thì nó sẽ ngon hơn. Hay chí là các bạn có thể điều chỉnh được cái nhiệt độ cũng như thời gian ngâm ủ. Thì như vậy thì mình nghĩ là nó sẽ tùy biến hơn. Còn khẩu vị thì nói chung mỗi bạn một kiểu đó. Kể cả cái tỷ lệ cà phê thì các bạn uống đậm nhạt thì các bạn có thể cho nhiều hoặc ít cà phê, thì đấy là tùy khẩu vị các bạn. Nhưng mà chí thì mình có thể khẳng định là nó sẽ đỡ chát và đỡ đắng hơn, đồng thời là nó hậu vị nó tốt hơn. Còn cái độ đậm nhạt thì các bạn tùy các bạn nhé, cái tỷ lệ các bạn có thể cho ít hoặc nhiều cà phê, không vấn đề gì. Cái cách pha này thì nó mình thấy là nó rất giống với kiểu pha Frenfest này. Đó, cái bình Frenfest này mình cũng có làm video rồi đấy. Mình thấy là tương đối giống. Cái máy này thì cái ưu điểm của nó là mình thấy là thực ra là pha rất nhanh, kể cả các bạn có pha cái cách thứ hai thì rất nhanh, cực kỳ nhanh luôn. Nhanh hơn hầu hết các cái kiểu pha khác. Nhưng nếu mà các bạn pha theo kiểu Frenfest ấy thì mình thấy cái bình này tiện hơn này. Nhưng mà đấy, mình mua cái này rồi và mình vẫn muốn uống theo kiểu Frenfest thì mình dùng cái này cũng được. Thì cái nhược điểm của nó là đấy, nó hay bị rớt cái này đây này. Vệ sinh cái này thì sẽ khó hơn cái bình này nhá. Vệ sinh cái máy này sẽ khó hơn cái bình này. Bình này vệ sinh rất đơn giản. Ngoài ra thì cái bình này thì các bạn phải phụ thuộc vào nguồn điện, hoặc là mất điện cái thì thôi, không dùng được. Vậy thì để trả lời cho câu hỏi có nên mua hay không, thì mình nghĩ là nếu mà các bạn biết cách sử dụng thì mua cái này dùng cũng rất là tiện. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!